Ơi, chó mình hôm nay nó mặc đầm nha các bạn. Đứa mà mặc quần mặc áo nha các bạn, mặc áo nha các bạn. Đó, nó mặc áo nhau, cái nó dí nhau các bạn. À, chó mình hôm nay nè, có áo mặc nè, hả? Nó mặc áo á, lần đầu tiên mặc áo các bạn khó chịu quá, cái bắt đầu cái nó đem đi hả? Nó cấu nó xé ra các bạn. Sáng mơ ra mình cho nó exercise, mình mặc áo cho nó. Hai đứa đó đó các bạn đó. Nó mặc quần, nó mặc áo đó, các bạn. Lần đầu tiên nó mặc áo nó khó chịu. Đó, nó giỡn nó kéo áo. Con đực nó kéo áo con cái ra các bạn. Mập ốm này có áo mặc đó các bạn. Đó nè. Ấm quá các bạn ơi. Trời sáng sớm nó exercise nó nhảy ở ngoài nè các bạn. Sáng mơ mình cho nó ra ngoài các bạn, nó tắm nắng đó các bạn. Nó kéo áo của em nó rớt luôn rồi các bạn. Áo của em nó kéo rớt luôn. Giờ nó lấy áo của con cái nó xé. Cái nó giật lại cái áo của nó, nó nói cái áo của nó, còn đực thì kéo cái áo của nó.
mập á, con cái mà coi như mặc áo là con mập á, đi chạy theo kéo áo của con cái ra hoài à các bạn. Đó. Lột áo con cái ra hoài à. Các bạn ơi, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn kỳ sau nha các bạn. Mình sẽ quay video mới cho các bạn coi nha các bạn. Bye các bạn.